Ủa vậy nha, thì trước khi vào video thì anh em dành một tí thời gian qua cái kênh Bodgaming của mình. Đây là một cái kênh về những cái trận đấu rank cũng như là leo hạng mà mình cập nhật sắp tới nha. Đây Bodgaming, đây là cái kênh thứ hai của mình. Anh em bấm đăng ký giúp mình nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Đây, đây là cái kênh về những cái trận đấu của mình. Đây. Đây là hoàn toàn về đánh rank thôi nha. Ok, cảm ơn anh em nha. Còn bây giờ thì bắt đầu clip nào. Yeah. Ok, hello, xin chào bà con cô bác nha. Sao mà anh em bà con cô bác đã đến với channel của mình thì mình là Bodgaming TV nha bà con ai. Ok. Thì cái video ngày hôm nay sẽ là một cái trận đấu so sánh của hai cái vị tướng nha bà con ai. Một cái trận đấu đo lường cực kỳ VIP của hai cái vị tướng sát thủ đấu sĩ ngày hôm nay là bà con ai. Đó là một cái vị tướng mới, Gian, và một cái vị tướng cái con khỉ đột ở trên núi Ngũ Hành Sơn bà con ai. Trời ơi, qua quả sơn chứ. Đấy, ok, Tôn Ngộ Không bà con à. Ngày hôm nay sẽ là trận đấu về đo lường sức mạnh của hai cái bài tướng này nha. Thì để coi hai cái bài tướng này, cái bài tướng nào nó sẽ mạnh nhất ở cái trận đấu so sánh ngày hôm nay nha bà con ơi. Anh em mà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình nha. Còn bây giờ thì gao một khi không có đồ, anh khỉ của mình sẽ thử trước nha bà con ơi. Tướng mới sẽ thử sau nha, gao một không có đồ trước nha. Đấy, khỉ quá đập luôn khỉ ơi. Phải như này mới được khỉ à. Trời ơi, với cái lượng sức mạnh như này là quá trời ok luôn khỉ ơi. Ok, hoàn thành xong gao một là trời ơi, nó đập còn hơn là vũ bổ mà gạch tông nữa bà con ơi. Chú khỉ Tôn Ngộ Không vu công của chúng ta, thằng nhậu khỉ này chỉ với 12 giây thời gian ở gao một không có đồ đâu bà con ơi. Không có đồ mà nó còn đập như thế này, rồi một hồi cái gao có đồ để coi nó đập như nào nữa nha bà con ơi. Mà trước tiên thì anh em nhớ 12 giây của nhậu khỉ trước nha. Không biết anh Danh của chúng ta sẽ mấy giây ở gao một không có đồ đây. Ok, tiếp theo sẽ là tướng mới của chúng ta, vô cùng ngầu lòi luôn bà con ơi, ngầu mà nó ngầu lòi luôn đó, đó chính là anh Gian nha. Thì ơi, Gian là Gian, cái này là quá trời ngầu luôn bà con ơi, cầm cây kiếm này, cái tạo hình vô cùng đẹp luôn bà con à. Thì ơi, phải nói là 2D, quá trời tuyệt vời dành cho Gian luôn bà con ơi. Thì để coi cái thời gian của Gian ở gao 1 không có đồ sẽ mấy giây thời gian khi solo với nhậu khỉ đây này. Nhậu khỉ này 12 giây đó nghe mày, cố lên xíu nha. Thì ơi, nó 12 giây để coi Gian nhiều nha. Cố cấu lên, hồi nãy cầm gậy mình cầm, mình cầm kiếm đó, mình cầm kiếm mình phải chém bén hơn xíu chứ. Ok, anh Danh của mình ơi, tiếp tục lãnh đạm trách nhiệm của mình, vũ khí tối thượng đi nào. Bật cái đây lên rồi mình qua luôn con ơi, qua nè. Rồi bật cái đây là thành cái bút vẽ quá mượt mà gà luôn rồi con ơi, thấy chưa. Trời ơi trời, mới rau một đó nội, mới mày muốn có vài nét vậy. Cái thằng khỉ của tao thì nó muốn gì đâu, các chục gậy gì đó, mày muốn có vài nét vậy. Trời ơi, chỉ với 6 giây thôi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của anh Danh của chúng ta, khi hoàn thành xong cái nhiệm vụ khi trận ở gao 1 gặp con ai. Vậy là cũng đã có kết quả ở gao 1 khi không có đầu rồi. Kẻ chiến thắng ở gao 1 là Danh nha. Ở tướng mới Danh của chúng ta một điểm ngày hôm nay nha bà con ơi. Quá trời hoàn trắng lệ luôn bà con à. VIP quá trời VIP, 6 giây thôi. Ok, tiếp theo ở cái gao thứ hai nha bà con ơi. Gian của chúng ta không ngờ cái thời gian của nó là đập gấp đôi nhậu khỉ luôn. Nhậu khỉ vẫn chưa có cái điểm nào nha bà con ơi. Bởi vậy gao 2 là nhậu khỉ của chúng ta sẽ thử trước nè. Hồi nãy anh Danh được một điểm ở đâu, mày chưa có điểm nào được khỉ à. Gao 2 này full đồ sẽ cố lên nha ông nội. Gao 2 là về full đồ nha, còn ai có bộ đồ của khỉ thì đơn giản đó bà con à. Mình lên full chí mạng luôn nha. Để coi gao 2 khỉ của chúng ta sẽ mấy giây thời gian khi giết được con nát tà lý à bên kia đây bà con ơi. Cô cố lên nghe khỉ, mày chưa có điểm nào đó. Danh người ta tướng mới, người ta có một điểm ở đâu nội. Cái gì đâu mà mày có nhường hoặc là mày có thua gì đâu, sức mạnh gì đâu mà mày giữ vậy. Tôi nhớ trong sát thủ mày gõ mày đập dữ lắm mà ông nội. Ok, thể hiện sức mạnh của mình ở gao 2 đi nha cha. Trời ơi, cố lên nha khỉ ơi, chưa có điểm nào đó. Đúng rồi, đập. Ui giời ơi, đập kìa bà con ơi. Trời ơi, 2 phút. Trời ơi, ấy 2 giây chứ, về 2 phút liễu ông nội, người ta 2 giây ông nội ơi. Trời ơi, chú khỉ cứ chúng ta 2 giây nha bà con ơi. 2 giây mấy. Trời ơi, khỉ ơi là khỉ, mày đập thời gian như này liệu anh Danh của chúng ta thì sẽ vượt qua được không bà con ra. Ok, để coi rồi sẽ biết nha bà con. Coi rồi sẽ biết. Tiếp theo sẽ là anh Gian ở gao 2 nha. Bùi đồ cũng giống chú khỉ nãy thôi bà con ơi. Bùi đồ cũng giống chú khỉ hư hỏng mà nãy thôi bà con ơi. Trời ơi, khỉ ơi là khỉ. 2 giây thôi anh Gian ơi, cố lên anh Gian ơi.
thánh kiếm, xung đao bổ táp, cái nữa là ngon đấy, toàn là chí mạng dưới xuyên giáp không mà con ơi. Danh của chúng ta sẽ múa bui đồ gao thứ hai về full đồ nha. Hồi nãy danh được một điểm ở gao 1 rồi, để coi gao 2 liệu có được một điểm tiếp theo hay là một điều của chú khỉ đây bà con ơi. Ok ok, để coi gao 2 như thế nào đây, múa như thế nào đây. Đây, lần này thì mình sẽ bật chiêu cuối lên trước nha, anh em bà con cô bác, anh xem video nhớ cho mình một like và đăng ký kênh, bấm biểu tượng chuông để nhận những video hay nhất đến từ mình nha bà con ấy. Ok ok, để con Danh của chúng ta muốn như thế nào ở gâu 2 đây. Ok xong chưa, thì sức mạnh của mình đi nào anh Danh ơi. Bật chiêu cuối lên trước, vũ một cái, trời ơi, nó gõ chiếc mạng kìa. Ôi ơi Thánh ơi, cái gì vậy, cái gì vừa mới xảy ra vậy trời. Danh của chúng ta nó gõ có vài nháy đâu bà con ơi. Ngộ khỉ, hồi nãy là hình như tôi để ý là 2 giây 22 giây đúng không? Còn anh Danh của chúng ta mới vừa lên 2 giây thôi bà con ơi. Không ngờ cái lượng sức mạnh của anh Danh như thế này cũng đã được 2 giây luôn bà con ơi. Vậy là kẻ tiếp theo thắng ở cái gâu 2 tiếp tục là anh Danh nha. Danh của chúng ta ngày hôm nay 2-0 rồi bà con ơi. Thắng gâu 1 với gâu 2 luôn, 2-0 rồi. Bởi vì nằm bên tay phải của chúng ta luôn rồi nè. Quả chào mình là trắng lại đôn Danh ơi, không ngờ lại thắng được ngộ không ở hai gao. Và cái gao cuối là về, sẽ là về quýnh trụ nha. Để coi gao cuối ai sẽ win đây. Cái gao cuối này nếu mà ngộ không win á là sẽ gỡ lại một ván danh dự nha con ơi. Còn nếu mà Danh thắng ở gao 3 này nữa sẽ là thắng trắng ngày hôm nay nha. Đấy, anh ơi là Danh, không ngờ cái gao full đồ của nó múa dài cái đường bút thôi là đã có thể giết được của nó tà lia bên kia rồi bà con ơi. Quá trời bá đạo luôn bà con à. Đây, để coi gao 3 ai sẽ win đây. Gao 3 quýnh trụ nha. Rồi, vậy cũng đã có kết quả luôn bà con ơi, có kết quả ở gao thứ 3 luôn rồi. Rồi bây giờ anh khỉ của chúng ta cuối cùng cũng đã win được một ván rồi nè. Win ở qua gao thứ 3 về quýnh cây trụ nha. Khỉ cuối cùng cũng đã được gỡ lại một trận một điểm vinh dự bà con ơi. Vậy là 2-1 nha. 2-1 mà cái trận đấu cái chỉ số cũng nghiêng về anh Danh nha. Tại vì anh Danh 2 điểm, khỉ có 1 điểm đó bà con ơi. Kẻ chiến thắng ở trong trận so sánh đo lường ngày hôm nay đó chính là Danh, tướng mới của chúng ta nha. Quả ký sư bà con ơi, tướng mới không ngờ lại mạnh như vậy trời. Quá cho mạnh luôn bà con ơi. Ok, anh em muốn mình đo lần cái bài tướng nào với cái bài tướng Danh này, hoặc là có cái cặp đo lần nào mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm nhau con ấy. Trời ơi, Danh của chúng ta ngày hôm nay thắng như thế này là quá trời ok rồi. Thắng như thế này là quá trời tuyệt vời Danh ơi. Rồi, tướng mới quá trời đẹp luôn bà con ơi. Tạo hình đẹp và sức mạnh cực kỳ cao nữa nha anh em. Ok anh em, bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, đừng ký kênh, chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ với mình nha.